Ok, hello Happy, xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ trốn thoát khỏi em bé Hiểu Năng nha mọi người. Happy nghĩ chắc vậy á. Rồi cái này là mới vô, chúng ta vô được đoạn đầu rồi nè. Chúng ta phải chơi tới 65 màn lên nha mấy bạn. Với lại cái ông chú Hề hả? Ủa em bé Hiểu Năng mà sao có cái ông chú Hề? Vé tại đây hả? Vé là cái gì? Cái là, ủa sao qua đoạn 3 rồi? À, em đứng không chỉ ai vậy? Chị ông kia kêu ông kia nắm đầu vô á. Nè mấy bạn ơi, bây giờ là tụi mình ấy phải nhảy qua cái những cái cục nham thạch đúng không ta? Chắc vậy á, với lại nhảy qua những cái cục nham thạch để lên cái hộp giấy. What? Wait, what? Ow! Sao nó cháy? Chắc lỏ rồi. Đó. Giờ xong, bây giờ chúng ta đang chúng ta mới có 6% là chúng ta sắp tới. Chưa sắp tới nha mọi người. Người ta tới 100% là kiểu là chúng ta sắp tới luôn á. Xin lỗi bạn nha, nãy giờ mình bị dính lưỡi á. Giỡn thôi chứ bây giờ mình mới qua được cái cống axit nè. Có mấy cái đầu lâu. Thế ơi quá à. Rồi qua được màn 5 nè. Ê có cục gì nè không biết. Nhìn xuống cống là cái gì đây? Ồ oh, một cái mê cung trắng tinh. Cấp sai là cái gì? Quen đi bên trái không à, nhưng mà thường thường là đi bên phải mới đúng, không có ngộ rồi. Rồi mẹ số 7 nè, rồi xuống đây, xuống đây là mẹ số 8. Oh my god các bạn ơi, ở đây nguyên một khu vui chơi, quá là vui chơi luôn. Và một đống axit với lại một ông chú Hề, ok. Hình như cái ông này mới lấy cái này gõ vô đầu, ông kia cái bon, kia bóp đầu hay gì mấy bạn. Tôi nghĩ ông kia quá à. Thì mình nhảy lên mấy cái bowling, mấy cái đồ để làm cái gì á quên rồi. Mình có chơi gọi vui mới nhảy cái đó lên đầu luôn. Và mấy cái bóng bay, mình nhảy lên mấy cái bóng bay để bay bóng bay. Ở bên đây, sau bên đây checkpoint. Cổ này là dòng lửa. Ok, cái này không phải là em bé Hiểu Năng nữa mà em bé Hiểu Năng đâu rồi. Tại vì cũng biết nữa mà em bé Hiểu Năng nó mất tiêu rồi. Hình như là mình đời mình đi giải cứu em bé Hiểu Năng hay gì các bạn. Rồi sao mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ leo lên đây. Lên đây là cái gì đây? Ủa xong này cái tay không bị cụi hay gì vậy ta? Ê! Hết hồn. Hết hồn luôn á. Ui giời. Ở đó là mình hết hồn. Mình tưởng đâu là đi vô đó không có sao hết luôn á. Ai nhà đi vô đó cái là hay bị độc quỷ hay bị ngỡm luôn. Rồi bên đây là nguyên cục nhung nham. Ui giống nguyên cục thịt bò quá. Cục ba chỉ hả? Cục nhung nham, cục thịt bò vậy trời. Rồi mấy ông này sao đi qua bên kia té được hay quá. Người ta đi vậy mới đúng nè, có ai mà leo lên đó cái xong đứng té không trời. Nó hiểu. Vậy cũng té được nữa bạn, hay quá. Rồi lên đây là cũng là axit. Ủa sao mấy ông này ông cũng nhảy xuống đây chi vậy ta? Không biết luôn á. Rồi mấy cục nham thạch của mình đang đâu ạ? Mấy bạn ơi, hình như là mình đang ở trong người của em bé. Thế mình nghĩ chắc vậy á, còn cái này là những cái cục ba chỉ. Rồi đại cục ba chỉ đi cho nó nhanh chứ cục nham nham không ra cục nham nham nữa. Ok bạn ơi, thì nãy giờ là mình đi, mình cũng thấy ông chú Hà ổng đang quay tay. Ờ, ổng đang làm cái gì á? Làm cái gì ghê quá à. Ê, sao đỏ mặt nhìn phèn quá mấy bạn. Nhìn hài hài nhìn dính gì á, thấy ghê quá à. Rồi đi qua bên đây là cũng là mấy cái cục axit, còn gì trên đầu à. Ồ, và mấy cái cục này, chúng ta phải leo lên mấy cục này để qua bên kia. Ê, nãy giờ mình đi chưa có té luôn á bạn, em đúng kiểu rồi, mấy Hiểu Năng luôn mấy bạn ơi. Rồi đi qua bên đây là thêm cục ba chỉ nữa. Lên đây chứ còn chợ chưa hết 40% mà mình còn 80% nữa là mình tới đích nha các bạn. Ok bên đây còn hại 42% với mấy cục ba chỉ. Trong người em bé đâu có nhiều đồ vậy ta. Chắc hồi đó là nó có nuốt gì á mấy bạn. Chắc là hồi đó nó thích ăn ba cái giọng này á nên nó thích. Happy nghĩ vậy thôi chứ Happy cũng không biết luôn. Ok, mới đầu chúng ta đi. Ơ, nãy là mới vô đi đại hay cũng đúng chứ xong rồi hai lần kia là đi hẳn luôn. Dễ vậy sao? Dễ vậy sao? Gọi lên mấy cục này là xuống đây. Trời ơi. Mấy mé này nuốt như ba cái gì trong người mà người đó trắng đỏ với mấy cục ba chỉ quá trời luôn à. Cục á. Cái này là hình như mấy cục kẹo đúng không ta? Không phải bóng bay đâu. Bóng bay nào mà cái cổng nó vậy? Cái mấy cục mà đứng lắc lắc á. Ok, 54% rồi các bạn. Là mình còn nữa. Mấy bạn thấy không? Mình chỉ còn
Mình kiếm vào 30% thôi các bạn. Rồi này, ý là 30 lần á, Happy nghĩ vậy thôi. Ôi ơi, bé này nó nuốt thịt ba chỉ nhiều quá. Thôi mình đừng có để ý tới ba chỉ nữa nghe. Ê, trong người của cái con này nó còn có cái tia lửa, cái tia. Ủa cái gì lộn, cái gì? Cái này hình như là axit nhưng mà nó được bắn qua cái ống kia, ý là nước á. Dạng axit nước cái bắn qua cái nó văng nhiều giọt giọt như đầu cái bòn mớp răng. Tốt răng luôn. Rồi đi mày nú. Rồi cái này là chai coca hả? I love coca, ok, chịu. Trong người của em bé có chú hề nha bạn. Chắc em bé này chú hề đó, mới có chú hề, nuốt chú hề trong người á chắc nghĩa. Sao lại ổng quay vòng vòng, ổng đứng im hoài. Chắc là ổng có vấn đề với bạn ơi, tội nghiệp ổng à. À! Oh my god, mới té luôn á. Lần đầu té trong mắt. Ok, lần thứ hai. Tại sao bị lại té vậy? Không làm gì luôn á. Chắc bị trúng rồi, không biết. Trời ơi, cái gì đâu không. Ông này nhìn ông khuyết tật quá mọi người ơi. Mua thuốc cho muốn đi. Chắc sáng nay ông chưa uống thuốc á. Ông đã luyện tập từ sáng sáng nên ông đã bị bệnh. Ok, và những cái cây cây gì đó. À, mày hay đi khi. Hello. Đi khi đâu không? Ai à, đi này đúng không? Ok. Trời ơi, chơi hết mà mày bốn làm nhung dội. Bạn khanh này khai làm khan gì khi? Mày đang làm gì vậy? Không biết, đang móc cất mũi. Không biết, hay bị giỡn thôi. Ờ, mấy chai coca độc lắm hay gì ta? Chắc vậy á. Sao nó có nhiều, sao nó cứ nhỏ xíu mà ta, nó không dám làm bự bự ha. Sốt hoảng vậy. Big a the door. Big the door. Ok, cái này là nhung 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 nhung. Ok, bên này không phải luôn. Ok, mày số bốn nè. Như vậy xinh. À, bên đây có khe lọt nè, khe hở. Chúng ta nhảy vô lọt khe. Để chúng qua qua khe này. Hello, ủa này ông làm gì? Ờ, chứ axit có những cái đầu lâu và cái ông này. Ủa sao ông này ông té được hay quá à? Chắc là ai kéo, chắc là có mà già kéo không xuống quá các bạn ơi. Và có thêm hai cục axit đang trào ra. Không biết trào giống gì ra trong chỏng mà axit quá trời luôn á các bạn. Axit mà sao mấy ông này ông làm axit bài chi vậy? Ok, biết tại sao mà nó có cái ống rồi. Ờ, mọi người mình hiểu rồi, nãy là mình đang ở ngoài đúng không? Cái sao em bé nó nuốt mình vô. Cái nó, cái mình đi ra khỏi người của nó, mình đi ra ngoài ống cống. Em ghét gì mình là một miếng thịt. Ok, bên đây. Nhớ là những cái cục chất. Ê, cái này nhìn mù lòa quá các bạn ơi. Ok, và mình chạy xuống suối. Và mình chạy tới chỗ của người à, mình chạy tới chỗ của mấy người phi công á hả? Đúng ta? À, ủa gì vậy? Cái gì vậy? What the hell? What the hell? Cái gì vậy? Ok, qua rồi nè. Ừ, chỗ phi công này đúng rồi nè. Hay quá hả? À, mình đi, mình tông vô đây là mình sẽ té. Mình ngỡm đúng không? Mình nghĩ vậy thôi chứ không biết. Để mình lại là mình chép bon rồi mình thử. Ồ, vậy làm mấy này chi ta? Thấy chắc làm gì cho trắng đường chơi. Rồi mấy cục xi măng vô là té. Té thục vị luôn. Vô. Đó thấy không? Nghi nghi rồi. Oh. Trời khơi, trời khơi. Bạn Khang này khai làm khám gì khi? Vậy khai. Không biết luôn, thôi đi mấy bạn ơi. Ý mình hỏi là bạn nó đây làm gì vậy? Chip on. Trời ơi, mình còn có 6 màn nữa à. Mừng quá, sắp về nhà bạn ơi. Ok, 5 màn nữa. Rồi mình biết này là gì vậy bạn? Này là siêu đánh dại để mình đi đánh găng á. Mấy bạn biết mấy cái hanh tre để đi đánh găng không? Đó, cái đó đó, người ta lấy cái đó người ta múc vô á. Không, mấy bạn ơi, hay bị giỡn mấy bạn tí thôi chứ người ta làm sạch lắm. Là
Ê, tại sao? Why? Tại sao? Ok, lên đây nè. Cậu hay làm là muốn xin rút nát. Cái này là cái nấm. Một cái nấm sao lá ngon à. Lấy nhiều não em bé. Giỡn ơi. Lấy như não của con nùm nùm. Ủa quá wow, mấy bạn ơi. Ủa mình về hồi nào với bạn? Oh my god. Nói chuyện nãy giờ mình quên là mình đang đi về nhà luôn. Trời ơi. Mừng quá mấy bạn ơi. Mình đã về rồi mấy bạn ơi. Tí có trực thăng xuống nó đu mình bay mình lên. Nó thăng mình đi mấy bạn ơi. Vui quá à. Ngày hôm nay Happy đã đi từ ở từ miệng của em bé và từ cái lỗ ấy của em bé đi ra mọi người ơi. Và đấy, bạn người của Happy còn dính lại miếng sheet này bạn. Và bây giờ chúc bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.